lạc đà, được. Thì cái tên biến của chúng ta đặt tên theo hướng những cái cách đặt tên con lạc đà nó như này, ví dụ như là tên, được. Chúng ta biết hoa hoàn toàn. Chữ đầu tiên biết hoa là biết viết thường hoàn toàn. Tôi, được chưa? Là cái gì? Có phải như này không? Được nhá, có phải như này không? Đúng nhá, giống cái miếu của lạc đà, đúng nhá. Đấy là cái loại cái cách đầu đặt tên đầu tiên hoặc theo một case thì cái chữ cái từ đầu tiên thì viết viết thường hoàn toàn, từ đến cái từ đặt tên thứ hai trở đi là mỗi từ chúng ta viết hoa cái đầu tiên lên, được chưa? Đây là cách đặt tên của các bạn, ví dụ như ngày xưa tôi đi học ấy thì chỉ có hai ngôn ngữ đâu là thường là được tiếng nhất là gồm Java và C sharp. Thì Java hay đặt tên theo cách này, còn C sharp đặt tên theo cách thứ hai là select case. Con này là con gì? Con rắn, đúng chưa? Ví dụ vẫn là cái từ tên tôi là này thì người ta sẽ đặt tên là tên gạch chân tôi gạch chân là như này, cái hình con rắn ta đi xuống, đúng chưa? Đây là hai cái đặt tên, các bạn thích đặt cách nào thì đặt. Tuy nhiên trong toàn bộ cái dự án của chúng ta chỉ quy định chỉ đặt theo một loại thôi nhé. Đặt tên theo một loại thôi, đừng có dòng trước dòng trên đặt theo cách này, dòng dưới đặt theo cách này, không nên, được chưa? Nhiều rất là ngứa mắt. Chúng ta chỉ đặt theo một loại thôi, thằng nào cần trần đi kia. Hả? Được chưa? Đây là các cái lưu ý khi chúng ta đặt tên để biến, được chưa? Các bạn tham mắc gì không? Còn nếu mà chúng ta đặt tên biến lỗi, trong trường hợp chúng ta đặt tên biến nó bị lỗi, ví dụ như lỗi tôi đặt ký tự đầu tiên ở đây một con vịt, ví dụ thế, đúng chưa? Một con vịt như này, tôi chạy, tôi sẽ bỏ phải đi. Các bạn thấy không có chuyện gì xảy ra đúng không? Tuy nhiên các bạn bấm F12 lên, nó lên cái developer tool này, các bạn sẽ thấy nó báo đỏ ở đây, thấy không? Báo đỏ ở đây. Ở đây là invalid or unexpected token. Invalid là bị sai hoặc là unexpected, tức là không mong muốn, ký tự không mong muốn, được chưa? Ký tự sai hoặc là không mong muốn thì đây nó chỉ luôn cho chúng ta số dòng, đây một con vịt, tên biến nó báo sai luôn, được chưa? Các bạn bật lên thử xem nó có hiển thị không. Nếu các bạn đặt tên biến sai cái nó sẽ hiển thị ở đấy ngay, được chưa? Các bạn thử đặt đi mà xem. Bật kép 12 lên, xong vào cái tab console. Đây, đấy nha, tôi làm lại nha. Bật F12 lên thì nó lên như này, được chưa? Thường thường nó sẽ hiển thị ở đây, là code này thể hiện là code HTML của mình. Nhưng mà các bạn chuyển sang cái tab console này này, hoặc là các bạn nhìn ở đây này, nhìn thấy số 1 không? Một one error, tức là một lỗi, đúng chưa? Thì chúng ta chuyển sang tab console này, chúng ta sẽ nhìn thấy nó có cái dòng lỗi và dòng thứ bao nhiêu ở trong file, đúng chưa? Bấm vào đấy nó sẽ mở ra tab sược và nó sẽ nhìn thấy là nó chỉ đến cái dòng bị lỗi luôn, đúng chưa? Các bạn xem đi xem có đúng không. Đúng chưa? Được chưa? Tiếp tục nha. Thế nên là lưu ý là tôi khuyên các bạn nên dùng cái trình duyệt Chrome, Chrome ấy, các bạn đọc là Chrome cũng được. Thì bởi vì cái Chrome này nó có cái developer tool này là hiện tại là ngon nhất thế giới rồi. Đa phần người ta dùng cái này để phát triển. Tất nhiên ở trên Firefox hay là trên IE hay trên Edge cũng có. Nhưng mà có thể là do tôi dùng không quen hoặc là do nó không được tốt bằng thằng này. Cho nên rất ít khi người ta dùng những cái trình duyệt đấy để phát triển. Được chưa? Tiếp tục nhá. Nếu trong trường hợp chúng ta bỏ số 1 đấy đi, tức là chúng ta có bị lỗi không? Như này có lỗi không?
không bị lỗi nữa đúng không? Chúng ta reload trang, chúng ta bật vào console. Có còn cái error không? Mất error rồi, tức là chúng ta đã đặt nó hợp lệ. Đúng chưa? Đấy là cái đầu tiên của chúng ta là về biến. Ngoài ra nếu mà tôi đặt con vịt, ví dụ tôi để con vịt 1, con vịt 2 thì cũng chẳng sao cả. Một số 1 là ở ký tự không phải đầu tiên rồi đúng không? Thì nó có vi phạm không? Không. Do đó chúng ta chạy nó chẳng việc gì hết. Được chưa? Đấy là ký là về số nhá. Thế nếu mà bây giờ tôi đặt ký tự đặc biệt ở đây. Có lỗi không? Lỗi luôn. Đúng chưa? Lỗi luôn. Ví dụ tôi đặt ký tự đô la ở đây có lỗi không? Không lỗi. Được chưa? Tiếp tục nhá. Tôi đặt ký tự gạch chân. Có lỗi không? Không lỗi. Được chưa? Tiếp theo, nếu mà ví dụ ký tự là dấu sao ở đây. Có lỗi không? Lỗi luôn. Được chưa? Đấy. Chúng ta có thể test thoải mái ở trên cái trình duyệt của mình. Ở máy các bạn thích test như nào tôi cũng không can hệ gì đến tôi. Các bạn cứ test thoải mái. Nếu mà thấy cái gì mà mình thấy nó ngang tai trái mắt hoặc là thấy nó không hợp lý thì nói luôn để tôi giải thích. Đấy chưa? Về tên, đấy là về tên biến. Xong chưa? Tiếp theo ở trong cái JavaScript của chúng ta các bạn sẽ thấy nó có phân chia loại dữ liệu. Giống như hôm trước tôi nói cái ví dụ về cái cốc ấy, đúng không? Tôi đựng nước ở trong đấy cũng được. Tôi đựng cát ở trong đấy cũng được, tôi đựng giấy trong đấy cũng được. Nhưng mà ba cái thứ đấy các bạn đổ với nhau thì nó làm sao? Nó bị lẫn lộn và nó vẫn phân biệt với nhau đúng không? Thì đấy là ví dụ giấy là một loại dữ liệu này, cát là một loại dữ liệu này, nước là một loại dữ liệu này, đúng không? Nhưng ở trong lập trình của chúng ta nó cũng phân ra các loại dữ liệu như vậy. Thì nó gồm bao nhiêu loại? Và các loại đấy nó có đặc điểm như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ học đến. Đó là như sau. Chúng ta sẽ có là con vịt này. Các bạn thấy ở đây tôi để hai dấu phẩy đúng không? Đây, như này cũng được. Hoặc như thế này cũng được. Hoặc như thế này cũng được. Được chưa? Thì các cái dấu như này nó là để loại dữ liệu, nó là hay gọi là kiểu dữ liệu đấy. Thì loại dữ liệu đầu tiên chúng ta học đó là chuỗi. Kiểu dữ liệu. Kiểu thứ nhất đó là về chuỗi. Chuỗi hoặc là ký tự. Và về text chúng ta viết từ ngày là về chuỗi hoặc về ký tự. Nhập. Thì một cái biến thuộc về kiểu chuỗi thì sẽ là va lên biến bằng. Các bạn thấy đây là hai dấu phẩy, tức là dấu ngoặc gì? Ngoặc gì? Ngoặc kép. Được chưa? Thì là các cái ký tự viết ở trong này thì là quy định cái biến này mang giá trị là gồm các cái ký tự được viết ở trong cái dấu ngoặc kép. Được chưa? Đó. Chúng ta thử một bài. Đây, ngoặc kép nhá. Con vịt, đây là con vịt rời. Ví dụ thân chấm. Được chưa? Sau đó chúng ta tiến hành alert ra cái giá trị của cái biến con vịt. Được chưa? Các bạn làm đi. Được chưa? Xong chưa? Rồi chúng ta chạy reload này. Nó thấy gì? Nó có phải hiển thị là con vịt rời không? Có phải là giá trị không? Đúng chưa? Bởi vì cái biến này các bạn để nhé
tôi tạo ra cái biến tên là con vịt. Tôi gán cho nó một cái giá trị là con vịt rời, được chưa? Bây giờ tôi thực hiện cái hàm alert. Hàm alert là hàm để hiển thị cái dialog đúng không? Và tôi truyền cái biến gì, biến con vịt vào. Thì bây giờ con cái biến con vịt của tôi đang mang giá trị gì nhỉ? Con vịt rời. Thì nó sẽ hiển thị ở trong cái dialog đấy là nội dung là bao gồm là giá trị của cái biến con vịt. Được chưa? Xong chưa? Đó. Thì đây là cái loại dữ liệu đầu tiên là loại gì? Chuỗi. Chúng ta quy định bằng hai dấu ngoặc ngoặc gì? Ngoặc kép. Được chưa? Tiếp theo tôi có con vịt nữa, vẫn là nó, bằng 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 gì? Vịt om xấu. Như thế. Nếu bạn thấy cái dấu phẩy của tôi là phẩy gì? Phẩy đơn, nháy đơn, đúng chưa? Tôi lại alert tiếp. Được chưa? Bây giờ theo các bạn nó sẽ hiển thị như nào? Hả? Gì? Vịt om xấu hay là con vịt giỏi? Xem nhá. Reload này. Hiển thị cái gì? Tiếp nhá, ok nhá. Thấy gì? Vì sao các bạn nào giải thích được cho tôi không? Đầu tiên alert ra được cái là con vịt rời. Ok một cái, lại alert tiếp là gì? Vịt om xấu. Thế là vì sao? Giải thích xem nào. Đó, có một mà. Đó có một cái thôi mà. Nào để ý nè. Chúng ta giải thích nhá. Đầu tiên con cái biến con vịt này. Được chưa? Nó mang giá trị là con vịt rời đúng không? Xong rồi chúng ta hiển thị cái giá trị của cái biến con vịt ra. Thì lúc đấy cái biến nó đang mang giá trị là ở trên đúng không? Được chưa? Tại thời điểm thực hiện cái câu lệnh alert kia thì là con cái biến con vịt này đang mang giá trị là con vịt rời. Được chưa? Sau khi thực hiện alert rồi. Nhớ nhá, sau khi thực hiện alert rồi thì tôi mới tiến hành là gán lại một cái giá trị khác cho cái biến con vịt này. Đúng chưa? Đây là tôi gán lại một cái giá trị khác cho con vịt này. Thì đến lúc đấy con vịt, cái biến này nó đang mang giá trị này đúng không? Thì nó không mang giá trị ở trên nữa. Được chưa? Thì tiếp theo tôi lại tiến hành alert một lần nữa. Thì sao? Nó lại hiển thị cái giá trị của cái biến này ra ngoài. Thì đến lúc đấy tại thời điểm đó thì cái biến con vịt này mang giá trị là đấy. Thì con xấu. Hiểu chưa nhỉ? Đó. Ở đây chúng ta thấy là nó theo trật tự gì? Từ trên xuống dưới. Đúng chưa? Thực hiện xong câu lệnh này thì mới thực hiện tiếp câu lệnh khác. Đúng chưa? Đó, theo đúng trình tự là từ trên xuống dưới. Chúng ta code như thế nào nó thực hiện đúng như vậy. Có bạn nào thắc mắc gì về phần này không? Thứ nhất là về trình tự code. Cái thứ hai nữa là về cái cách chúng ta định nghĩa về chuỗi. Ở đây chúng ta có 1 này, 2 này, 2 cách rồi. Được. Tiếp tục cách viết chuỗi thứ ba của chúng ta. Tôi lại con vịt lại nó bằng cái dấu này, biết ở đâu không? Đây cái dấu này này, có biết ở đâu không? Hả? Đúng rồi, nó là cái ký tự ở ngay dưới cái chữ ESC ấy. Phím thứ hai từ trên xuống bên tay trái, thấy chưa? Chúng ta phẩy hai cái nhá, hai cái thôi, hai cái để nó biết là chỗ nào là chỗ bắt đầu và chỗ nào là chỗ kết thúc. Ở đây chúng ta là cháu vịt. Và tôi lại alert. Được chưa? Bây giờ kết quả sẽ là gì? Cháu vịt. Thật không? Nó hiển thị alert mấy lần? 3 lần. Giá trị đầu tiên là con vịt rời, giá trị thứ hai là
thì đón xấu giá trị thứ ba là chính xác. Rất đơn giản thôi. Được chưa? Đấy, về chuỗi chúng ta có ba cách để tạo chuỗi như ở trên, dấu nhánh đơn, nhánh kép và dấu backslash là dấu để chéo. Có bạn nào lỗi rồi, cần ai cần hỗ trợ gì thì báo luôn nhá. Được chưa? Đấy là cái loại kiểu dữ liệu đầu tiên của chúng ta. Tất nhiên là chúng không phải tự nhiên người ta biết ra ba loại chuỗi như này đâu. Nó có sự khác nhau, nhưng một phần đấy tôi sẽ nói chuyện sau. Và bây giờ tôi giới thiệu hết các cái kiểu dữ liệu cho các bạn đã. Sau đó chúng ta sẽ làm việc tiếp. Bây giờ đây là kiểu dữ liệu đầu tiên, là kiểu chuỗi hoặc là kiểu ký tự. Thì là chúng ta có ba cách. Cách đầu tiên là biết như này, cách thứ hai là viết như này, cách thứ ba là viết như này. Đây là điểm bắt đầu, đây là điểm kết thúc, tương tự như hai đặt ở dưới. Đấy. Tiếp theo loại thứ hai là kiểu số nhá. Số này là number đấy. Ở trong JavaScript của chúng ta nó chỉ có loại dữ liệu là số. Các bạn học các ngôn ngữ khác thì nó sẽ có thể là phân là số nguyên, int, số thực thì bao gồm là float hoặc là double. Nhưng ở trong JavaScript của chúng ta nó không phân biệt nhé, nó chỉ có một kiểu dữ liệu thôi, đó là số là số, chứ không có kiểu dạng là số nguyên hay số thực là gì hết, chỉ có số thôi. Thì bao gồm chúng ta sẽ có thể tạo ra một cái biến mang cái chữ là số đơn giản thôi, và số a là bằng 500 đơn giản này, hoặc 5.75 những con số âm trừ 20 đấy, rất đơn giản. Được chưa? Đây là số. Số này tất nhiên là đã tạo ra số thì chỉ có mỗi cái trò duy nhất là cộng trừ nhân chia, còn làm quái thì đúng chưa? Đó. Đây là chuỗi. Tiếp theo là số. Nếu bây giờ tôi tiến hành là alert ra cái số A thì nó mang giá trị bao nhiêu? Nếu tôi comment hết cái đống này vào thì tôi chạy cái file này nó sẽ hiển thị ra bao nhiêu? 5. Hiển thị giá trị bao nhiêu? 7 trừ 100. Chính xác. Được chưa? Bởi vì chúng ta đã gán lại giá trị cho biến rồi mà. Đúng không? Không khác gì các bạn, tôi có cái cốc hôm qua, tôi rót nước vào, xong tôi đổ nước đi, tôi cho cát vào. Xong rồi tôi lại đổ cát đi, tôi cho giấy vào. Và tôi soi, đến lúc đấy tôi mới soi vào trong cái cốc, thì cái cốc nó mang giá trị là cái gì? Là giấy, nước hay cát? Giấy. Nó còn lại giấy chứ. Được chưa? Đúng không ạ? Tiếp theo, loại giá trị thứ ba, loại kiểu dữ liệu thứ ba là boolean.
Và cái này là chỉ có hai giá trị thôi, là true hoặc là false, đúng hoặc sai. Được chưa? Boolean là đúng hoặc sai. Đó, chúng ta sẽ có va kết quả bằng true hoặc là kết quả bằng false, một trong hai cái. Được chưa? Loại dữ liệu thứ tư là loại về null. Null đây chẳng qua là dữ liệu trống, nó không có gì hết. Tôi sẽ tiến hành là và giá trị bằng 5. Sau đó tôi muốn clear, tôi muốn xóa, xóa trắng cái biến này đi. Thì tôi sẽ để là giá trị bằng null. Xóa trắng đi thôi, chẳng mang tới ý nghĩa gì cả. Tôi tiến hành console log ra cái giá trị. Cái này phải nhìn thấy, chúng ta phải sử dụng console log. Chứ nếu mà dùng alert thì sẽ không nhìn thấy cái chữ gì cả, nó ra khoảng trống. Thử nhá, đây là cái tác dụng alert thì các bạn biết tác dụng rồi đúng không? Còn cái console log thì tác dụng của nó như này này, nhìn thấy không? Nhìn thấy chưa? Đây này, các bạn mở cái F12 lên xong bật bấm vào cái tab console đấy, các bạn nhìn thấy cái chữ null ở đấy. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là tôi sẽ viết thêm cái đoạn ở đây, đó là giá trị của, à không thì biến giá trị đi. Bằng đây, cái biến giá trị bằng null. Tôi muốn lốc cái khác ra, ví dụ như kiểu là cái kết quả này, kết quả bằng cái giá trị của nó, false, đúng chưa? Bởi vì nó được gán cuối cùng là bằng false mà, cho nên mang giá trị là false. Đây là cái tác dụng của cái câu lệnh là console.log. Và trong các bạn nhận một cái biến hoặc một cái đoạn biểu thức như này, gọi là biểu thức cộng này. Hai cái giá trị cộng vào với nhau, 1 cộng 1 bằng 2 đấy, thì nó sẽ ra như này. Số chuỗi bùn nun lại như quái quỷ rồi. Ăn đi phai, tôi ăn đi phai chắc không được. Được chưa nhỉ? Đấy, chúng ta có bốn loại kiểu dữ liệu là bao gồm chuỗi này, số này, boolean này và null. Còn hai loại nữa. Tuy nhiên hai loại này tôi sẽ không dạy các bạn. Đến giai đoạn sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp. Bởi vì bây giờ các bạn sẽ chưa hình dung được nó là cái gì, như là đối tượng thì các bạn sẽ chưa hình dung được nó là như nào. Rồi mạng cũng chưa hình dung được như nào. Rồi thì là undefined thì càng chưa hình dung được. Cho nên là cứ từ từ chúng ta học những cái dễ đã. Được chưa? Bây giờ nhá, chúng ta sẽ đấy là tạm thời về chuỗi, về kiểu dữ liệu, về biến này và kiểu dữ liệu của biến rồi. Được chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ đến là nhấc cái này đi. Đến toán tử, tôi sẽ dạy các bạn toán tử trước. Trong toán học, toán tử là cái gì? Còn nhớ không?
Thế nào gọi là toán tử? Bạn ngồi cạnh Phương nào. Toán tử là gì? Ờ, toán tử nghe cao siêu nhỉ? Hả? Nghe bao giờ chưa? Nghe cái từ đấy bao giờ chưa? Chưa nghe bao giờ. Đây này, toán tử đây này. Đây, toán tử đây. Này, chúng ta gọi nó là cái gì? Phép tính, phép toán đúng không? Nhưng mà thực tế ra nó tên nó là toán tử. Được chưa? Đây, nào chúng ta thử nha. Toán tử đầu tiên là phép toán cộng. À không, toán tử đầu tiên là phép gán. Phép gán. Gán ở đây tức là gán giá trị. Như cái cốc mà tôi rót một cái đoạn một lít nước vào, thì thế tôi gán giá trị cho cái biến là cốc của tôi là bằng một cái giá trị là một lít nước. Được chưa? Tôi đổ cái cốc nước đi, tương đương với việc là tôi gán giá trị cho cái cốc đấy là trở thành nun, là trở thành cái cốc rỗng. Đúng chưa? Thì bây giờ tôi sẽ có cái phép gán, chính là cái phép này, chính là cái dấu bằng. Ví dụ tôi gán cho một cái biến và tên bằng một cái chuỗi là Trần Hữu Thiện như này. Được chưa? Trần Hữu Thiện. Sau đó tôi hoàn toàn có thể là console log được cái giá trị của cái giá trị của biến tên bằng với cái tên của nó như này. Đây là phép gán, được chưa? Chúng ta thử nhá, xem thử nhá kết quả của nó là cái gì nhá. Có cần trò để các bạn code không? Code đi, làm đi. Các bạn gán cho nó cái giá trị gì cũng được. Tập trung vào mà làm nha, không làm theo lần mấy nữa là mất gốc ấy. Không biết cái gì đâu, những cái này nó còn dễ thì cố gắng tập trung vào. Phép gán thôi, và tên biến bằng một cái giá trị bất kỳ. Sau đó chúng ta lốc cái giá trị của nó ra. Nếu mà các bạn thấy cái đoạn này khó quá thì chúng ta có thể bỏ bớt nó đi. Chúng ta lốc mỗi tên thôi. Được chưa? Hiển thị cái gì? Hiển thị cái gì? Tên của mình viết vào đúng không? Có bạn nào có vấn đề gì không? Giơ tay. Xuống tôi xem luôn. Chuyển sang cái này nó dùng à? Dấu cái tinh học thành không lo.
đây set browsing trả luôn. Thank you.
Làm gì đấy, nó có nhét nó vào trong cái script đâu mà chạy được thật. Cứ để tôi nhìn thấy Facebook là tôi cho ăn vạ. Yên tâm là thế. Các bạn lưu ý nhá. Có nhìn thấy cái đoạn này không? Cái đám này không? Cái này người ta gọi là comment. Đây. Comment. Trong HTML cũng có comment mà trong code JavaScript cũng có comment riêng của nó. Ví dụ trong HTML cái comment của nó như này này. Đây là text. Đấy chưa? Đây là tỷ lệ comment ở trong HTML. Cứ cái đoạn nào mình comment vào thì chúng nó không còn tác dụng, trình duyệt nó không đọc nữa. Đấy chưa? Nó bỏ qua cái đoạn nào mình comment đi. Đấy chưa? Còn ở trong JavaScript thì comment của chúng ta như thế này. Đấy chưa? Text ở trong. Khi mà cái một cái dòng nào đấy có cái giống hai cái dấu sửa ở đầu ấy, toàn bộ cái lệnh ở phía sau nó trên cái dòng nữa nhá, không có tác dụng gì hết. Được chưa? Còn chúng ta có lại comment thứ hai là sửa sao này. Được chưa? Một dòng, hai dòng, ba dòng, bao nhiêu dòng không quan trọng. Bao giờ nó gặp cái sao sửa này. Thôi. Đây là comment một dòng, đây là comment nhiều dòng. Được chưa? Đó, thì đấy là cái comment
chúng ta muốn dùng loại nào cũng được, được chưa nhỉ? Đó, thì đấy nó là cái phép gán, phép toán tử đầu tiên của chúng ta là phép gán. Tiếp theo, ví dụ bây giờ nó sẽ hiển thị như thế nào? Đây, các bạn chỉ cần đọc cái đoạn này từ đây đến đây thôi. Console log là hiển thị giá trị của biến ở phía dưới cái tab console đúng không? Đúng chưa? Thế bây giờ cái tab console này hiển thị mấy dòng và hiển thị những cái gì? Cái gì? Cả hai. Mấy dòng đã? Mấy dòng? Hai dòng. Hiển thị dòng 1 là cái gì? Tên. Dòng 2 là cái gì? Chu á? Phone chứ. Rồi. Chính xác. Đây. Đúng chưa? Bởi vì dòng đầu tiên console log có giá trị của tên, tên là Trần Hữu Thiện, được chưa? Tiếp theo tên lại được gán lại bằng cái gì? Bằng cái giá trị của cái biến kết quả. Đúng chưa? Sau đó chúng ta có console log ra tên. Đúng không ạ? Thì đến lúc đấy tên nó mang giá trị là gì rồi? Mang giá trị là gì? Đấy chứ. Kết quả nó chỉ là cái tên biến thôi, đúng chưa? Đó, chúng ta lưu ý một biến có thể là được gán cho một biến khác. Được chưa? Tiếp tục nha. Đấy là phép gán này. Gán thì chúng ta có thể gán một biến bằng một giá trị, hoặc một biến này bằng một cái giá trị của một biến khác. Được chưa? Tiếp tục nha. Phép toán thứ hai là phép phép cộng. Thì phép cộng nó chính là cái này này, giống này này, được chưa? Ví dụ chúng ta sẽ có là và số A bằng 5 và số B bằng 25 20. Chúng ta tiến hành là và kết quả KQ bằng số A cộng số B như này. Đó bao nhiêu? Bằng bao nhiêu? Kết quả bao nhiêu? Console log ra cái KQ. Cái KQ bằng bao nhiêu? Bằng mấy? Đó bằng mấy? 25. Đúng chưa? Đúng không? Đấy, phép cộng nó chỉ có thế thôi. Rất đơn giản. Cộng như cộng toán học ấy. Ê, bây giờ tôi để 5.5
thì kết quả bằng bao nhiêu? 25. 25 thật không? 25,5 chứ. Đấy. Đúng chưa? Thế nếu mà bây giờ tôi để đây là chuỗi. Có nhớ kiểu dữ liệu chuỗi không? Còn nhớ không? Thế bây giờ bằng cái gì? Bằng bao nhiêu? Hả? Kết quả bằng bao nhiêu? Bao nhiêu? Nào xem kết quả nhá. Tại sao lại thế? Chuỗi thì sao? Hả? Tại sao nó cộng như vậy? Nó có cộng này, có kết quả là có cộng này. Tại sao lại kêu không cộng với nhau? Rồi, đúng. Đây, cái này. Bây giờ nha, chúng ta ở trong một toán chúng ta có cái gọi là cái mấy cái vòng vòng này, đúng không? Có số số thực à, đúng không? Số thực là bao trong số nguyên, cái này gọi là tập xác định, đúng không? Đúng chưa? Thì ở ở trong những điểm lập trình của chúng ta nhá, mình đến trong cái điểm lập trình chúng ta đặc biệt với tốc độ thì hai thằng này, một thằng là chuỗi, một thằng là số, đúng chưa? Theo các bạn, chuỗi và số thằng nào có tập xác định lớn hơn? Chuỗi chắc chắn là có tập xác định lớn hơn, đúng chưa? Bởi vì trong chuỗi các bạn biết số được, đúng chưa? Nhưng mà trong số các bạn không thể biết chuỗi được, do đó thằng chuỗi này là thằng có tập xác định lớn hơn, đây là số, đúng chưa? Thì ở nguyên lý lập trình như sau. Đó là khi hai cái toán, hai cái giá trị được cộng với nhau, đặc biệt trong phép cộng nhá, thì cái loại cái biến mang cái kiểu dữ liệu có tập xác định nhỏ hơn sẽ tự động được ép kiểu về loại có tập giá trị lớn hơn. Tức là thằng số A kia nó là biểu gì? Kiểu chuỗi cộng số, tức là số B là số, đúng không? Thì tương ứng với cái việc là cái A giữ nguyên, cái B này sẽ được ép về chuỗi nữa, được chưa? Mà hai cái chuỗi cộng với nhau thì nó sẽ ra là một cái chuỗi nữa, đúng không? Đúng chưa? Chữ A cộng với lại chữ B thì nó phải ra AB chứ, đúng không? Chuỗi làm sao mà cộng với những số học được, đúng chưa? Đó, hãy lưu ý là chuỗi cộng với số thì ra gì? Chuỗi cộng với lại pool, tức là trung môn đấy, thì ra gì? Chuỗi cộng với lại pool này, hay còn gọi là trung hoặc là pool, thì ra gì? Cái trung môn này nó còn nhỏ hơn số mà, thì ra chuỗi tất. Chuỗi là cái tập dữ liệu to nhất, cho nên là tất cả những cái gì cộng với nó thì đều ra chuỗi hết, được chưa? Do đó ở đây chúng ta có kết quả là 5,5 cộng với lại 20, nhưng mà 5,5 phải là chuỗi, cho nên là 5.520, được chưa? Nó ghép hai cái chuỗi với nhau, đơn giản thế thôi. Được chưa? Chứ còn tất nhiên là 5, nếu mà để 5,5 bình thường nó là số, hai số cộng với nhau nó là cộng số học. Còn ở đây nó sẽ cộng chuỗi. Được chưa?
Thế nếu mà trong trường hợp tôi để số A là false để chu đi, số A cộng với số B bây giờ nó sẽ mang giá trị bao nhiêu? Mấy? Mấy? 20. Một ý kiến, còn ý kiến nào giá trị nào khác không? Chu 20 à? Sai vẹt. 21. Bởi vì boolean mà ép sang số, chu sẽ bằng 1, false sẽ bằng 0. Hiểu chưa? Đó. Bây giờ đây là phép cộng toán học của chúng ta. Xong chưa? Tiếp theo đến phép gì? Đúng rồi. Phép trừ. Phép trừ. Thì bây giờ nha, tôi đố các bạn biết vẫn là số A. Số A bằng 10. Số B bằng 5. Số 2 thôi. Bây giờ con solve log ra cái số A trừ số B. Được bằng mấy? 8. Chắc chưa? Chắc không? Để tôi còn reload. Đây. Đây, cái đoạn này. Số A trừ số B bằng mấy? 10 trừ 2 bằng mấy? Mấy? 8. Rồi, 8. Đúng chưa? Rồi, tiếp tục. Thế nếu mà đêm giờ tôi để như này thì bằng mấy? 9. 102 trừ 1. Tiếp. Còn ai có ý kiến gì khác không? 7. Bọn này rất kỳ diệu, 10 trừ 2 bằng 7. Đó, ông mấy? 8, 7, 102, trừ 1. Đúng chưa? Xem thằng nào đúng nha. Đấy. Đúng bằng 8. Tại sao lại bằng 8? Tại sao lại có cái sự kỳ diệu này xảy ra? Hả? Tại sao lại thế? Vì sao? Vấn đề như sau. Các bạn có bao giờ trừ được chuỗi với nhau không? Chuỗi trần hữu trừ chuỗi thiện thì bằng cái mẹ gì? Đúng không? Làm gì có cái phép trừ chuỗi? Nhân chuỗi, chia chuỗi cũng không có luôn. Chuỗi nó chỉ có một cái phép toán duy nhất áp dụng được, đó là phép cộng thôi. Được chưa? Chuỗi không có phép trừ, không có phép nhân, không có phép chia. Do đó ở đây nếu mà chuỗi mà là con số, chuỗi có số nhá, thì nó sẽ ép cái kiểu dữ liệu từ chuỗi về số để nó thực hiện phép trừ. Được chưa? Đó, do đó là cái số A này khi thực hiện phép trừ nó sẽ ép cái biến số A này về số, tức là 10 thì ký tự ấy, nó sẽ ép về số 10 và nó trừ đi 2 vẫn bằng 8. Được chưa? Thế nếu trong trường hợp tôi viết ở đây một cái nùi tùm lum như này thì trừ được không? Và nếu trừ được thì bằng mấy? Thử đoán là nào. Bằng trừ 2. Có bạn nào bằng ý kiến khác không? Trừ 1 lại được thằng game mình điện trừ 1 à? NaN là cái mẹo gì? NaN là viết tắt của cái từ này. Not a number. Là không phải là số. Thì không phải, không thực hiện phép trừ được, có mỗi thế thôi. Được chưa? Đó. Not a number. Bạn chờ đi để tôi up cái, tôi share video này cho lớp B1.
thứ bảy là ngày bao nhiêu nhỉ? Ở đâu, thứ sáu. Thứ sáu là ngày 31 tháng 8. Cái video lớp của chúng ta nó đã render xong chưa? Wow, cái gì đó không đúng không? Bạn chờ tôi tí nhé. Đây rồi, xong rồi. Mạng ở trường này up video rất nhanh luôn. Video mỗi một buổi của chúng ta đây, nhìn thấy không, dung lượng nó là gần hơn 1,5 MB, hơn 1,5 GB một buổi đấy, nặng phết đấy. Mà up tí xong, được chưa? Đấy là phép trừ, thì chúng ta lưu ý không trừ được chuỗi. Thế thôi. Tiếp theo, theo đến phép gì? Nhân. Phép nhân. Đó. Phép nhân, phép trừ thì là dấu này. Phép nhân thì là dấu này. Đúng sao? Còn phép nhân thì thôi nhá. Nhân thì thằng nào không biết nhân thì ăn vả luôn. Sao 5 là phép nhân, à phép chia. Là dấu này. Được chưa? Dấu sược. Sược bên này. Được chưa? Chia. Ví dụ tôi sẽ có console. Console log ra 40 chia 3 bằng bao nhiêu? 40 chia 3 bằng mấy? À? 13,33334. Đúng chưa? Đấy, chia này nó sẽ chia lấy dư, nó kể có nghĩa là chia này, nó chia ra giá trị và nó lấy ra cả số thập phân. Còn làm tròn chúng ta sẽ có những cái hàm hỗ trợ làm tròn sau, ví dụ làm tròn xuống. Chúng ta sẽ có là floor. Floor đúng không nhỉ? Chẳng nhớ. 40 chia 3. Ồ. Round. Round. 40 chia 3. Ơ, không ra này. Bọn này bị điên rồi. Ok, cái này tôi sẽ hướng dẫn sau. Đấy, đấy là phép chia. Chúng ta còn một loại nữa. 6. Phép chia, vẫn là phép chia. Nhưng mà chia lấy dư. Lấy ra số dư, dư là bao nhiêu, lấy ra. Thế nó không lấy ra kết quả. Console. Console log ra là 500 chia cho 30. Tôi đố các bạn chia lấy dư ra bao nhiêu đấy? 500 chia cho 30. Tôi chẳng tính được. Bao nhiêu? Thôi thì 5 chia 3 thôi, nó nhanh. 5 chia 3 dư mấy? 5 chia 3 dư mấy? Dư 2 chứ. Dư cơ mà. Đây. Ủa. Nhầm, xin lỗi. Đây. Chia lấy dư là phép này. Là dấu phần trăm ấy. Đây, 5 chia 3 dư 2. 10 chia 3 dư mấy? Đúng chưa? Đấy, đấy là những cái phép toán cơ bản của chúng ta. Cộng, trừ, nhân, chia. Chia lấy dư. Đấy là toán số học, toán tử số học. Còn nữa cơ. Nó có cộng dồn, nhân dồn, chia dồn. Rồi thì cộng cộng trừ trừ. Nhiều lắm. Cái đấy tí nữa. Này tôi tiếp tục, tôi sẽ cho dạy các bạn về toán tử số học này còn có vấn đề gì không. Hết chưa? Có ai thắc mắc gì thì báo luôn.
Tiếp theo chúng ta sẽ học về toán tử so sánh và câu lệnh sẽ nhánh luôn để về có cái để làm bài tập. Nào, có ai thắc mắc gì không? Rồi tiếp tục, cái này là toán tử số học xong rồi này. Tiếp theo sẽ đến là toán tử so sánh. Toán tử so sánh thì nó sẽ có các phép so sánh như sau. Như nào gọi là so sánh? Lớn hơn, nhỏ hơn, bằng, gì nữa? Lớn hơn hoặc bằng, gì nữa? Nhỏ hơn hoặc bằng. Tiếp, không còn. Hết rồi ạ? Cứ còn đấy được ạ? Nào, chúng ta có toán tử so sánh. Đặc điểm của toán tử so sánh sẽ như sau. Kết quả nhé, kết quả của toán tử so sánh sẽ chỉ bằng hai giá trị thôi. Một là bằng chung, hai là bằng false. Thế không? Bây giờ bởi vì một so sánh với nếu mà một, chúng nó có bằng nhau không? Có bằng nhau một có bằng hai không? Không thì trả về. Giờ 500 chia lấy dư 5 chia lấy dư cho 3 bằng 9. Có đúng không? Có đúng không? False. Yeah. Nhưng mà 5 chia lấy dư cho 3 bằng 2. Có đúng không? Đúng không? Đúng thì phải là bằng true. Có thế đó. Bây giờ nó chỉ có trả là true của false. Hiểu không nhỉ? Đó, đấy là cái đặc điểm của cái toán tử so sánh. À quên, toán tử so sánh. Thì cái loại đầu tiên trong cái toán tử so sánh của chúng ta, cái loại đầu tiên đó là phép so sánh bằng. So sánh bằng chúng ta có ký tự là hai dấu bằng. Được chưa? Ví dụ như sau. Được console. Console log ra 1 bằng bằng 1 và console log tiếp 3 bằng bằng 2. Kết quả sẽ ra như nào? True và false. Đây. Đúng chưa? True và false. Bây giờ đây là phép toán tử so sánh bằng. Thế nếu mà tôi có cái trò này false và không thì nó bằng bao nhiêu? Bằng true hay false? Làm sao? True hay false? Lúc nãy tôi nói gì nhỉ? False thì bằng không, true thì bằng 1. Đúng nhá? Thế vậy thì bây giờ không với phone so sánh với nhau thì nó có bằng nhau không? Thế vậy thì là true hay phone? True. Chính xác. Đúng nhá? Thế nếu bây giờ phone tôi so sánh với ký tự string rộng, chuỗi rộng, nó có bằng nhau không? Đấy, chả bằng nhau. Đây như, đây tôi cắn Ctrl Z lại nhá. Đây tôi duplicate lên. Đây, hai cái true đúng không? Đây hai cái cuối cùng này, phone đúng không? Phone so sánh với không thì bằng nhau. Phone so sánh với string chuỗi rỗng ấy thì cũng bằng nhau nốt. Đúng chưa? Thế vậy thì nếu mà không so sánh với lại string rỗng thì có bằng nhau không? Có bằng nhau không? Theo nguyên lý bắt cầu thì là phải bằng nhau đúng không? Nó vẫn bằng nhau. Thì đúng có gì nữa? Đúng chưa? Có đúng không? Thế nếu bây giờ tiếp tục này, string rỗng tôi so sánh với null. Null là giá trị rỗng, còn string rỗng là một chuỗi nhưng nó bị rỗng. Nó có bằng nhau không?
Đoán thử nào. Bắt đầu đau đầu chưa? Nào thử xem có bằng nhau không nhá. Thế nó mới khốn nạn cơ. Nun. Đây tôi sẽ viết kết quả đây, không lại nhầm. Đây là chu này. Đây là cái gì? Phones này. Đây là cái gì? Chu này. Đây là cái gì? Chu. Đây là cái gì? Chu. Đây là cái gì? Phones. Thế nếu tiếp tục chúng ta so sánh nun với phones thì nó bằng cái gì? Bằng phone hay bằng chu? Phones, đúng rồi. Được chưa? Nun nó chẳng bằng cái thằng nào hết, nun nó chỉ bằng nun thôi. Ví dụ nun so sánh với nun nhá. Được chưa? Nun chỉ bằng nun thôi, nun chẳng bằng bố con thằng nào hết. Xong chưa? Được chưa? Nhưng mà nếu mà trong trường hợp nào đấy tôi mong muốn là cái bài toán của tôi nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là phone và không nó phải khác nhau. Đúng không? Tôi cần thực sự phải phân biệt chúng nó ra, bởi vì ở đây chúng nó chỉ so sánh ví dụ phone với không, nó sẽ ép chung về một kiểu là kiểu số và nó so sánh giá trị với nhau. Đúng chưa? Thì là hai thằng này đều bằng không. Chúng nó bằng nhau là đúng rồi. Nhưng mà trong một cái bài toán nào đấy tôi mong muốn là phân biệt rạch ròi ra thằng nào phone nó phải khác với thằng số 0. Tức là cái phép toán nó phải trả về phones. Thì có không? Thì trong cái toán tử của chúng ta, toán tử so sánh nó có. Đó là chúng ta có cái phép toán thứ hai là so sánh tuyệt đối. Tức là ba dấu bằng tuyệt đối. Thì cái kiểu này nó sẽ là đầu tiên nó sẽ thực hiện cái việc là kiểm tra kiểu dữ liệu trước đã. Nếu mà phone thì nó kiểu dữ liệu là gì? Boolean. Còn không thì nó là kiểu gì? Kiểu số. Hai kiểu dữ liệu nó khác nhau thì nó đã báo là phone rồi, nó không cần check giá trị. Đúng chưa? À, chúng ta thử. Ở đây chúng ta sẽ có console log. Phone và không. Cái này chắc chắn sẽ phải vào phone. Chắc chắn luôn. Đây. Thấy không? Chắc chắn nó sẽ trả vào phone bởi vì kiểu dữ liệu của chúng nó khác nhau. Cho nên là nó sẽ không thể nào bằng nhau được. Ba dấu bằng là phép so sánh tuyệt đối. Được chưa? Thế nếu mà bây giờ tôi sẽ so sánh tuyệt đối giữa 1 và true thì bây giờ nó có bằng nhau hay khác nhau? True hay false? Bây giờ trả là true hay false? False. Vẫn là false. Được chưa? Đấy các bạn lưu ý. Tiếp theo là các phép so sánh là so sánh khác nha. Chúng ta thể hiện bằng dấu chấm than và dấu bằng. Chúng ta so sánh khác là như nào? Ví dụ tôi tiến hành so sánh giá trị của 1, của 3 và 2.
3 và 2. Cái này kết quả sẽ là true. Vì sao lại là true? 3 nó có khác 2 không? Có. Có thì chả là true. Có hiểu không? Chết mất. Đây là phép so sánh khác, chúng nó khác nhau thì chả phải true, chúng nó giống nhau thì chả phải false. Được chưa? Tiếp theo là phép so sánh. So sánh khác tuyệt đối. So sánh khác tuyệt đối thì cái ký tự của nó sẽ là chấm than bằng bằng. Là khác tuyệt đối. 5 là so sánh lớn hơn là ký tự này. 6 so sánh lớn hơn hoặc bằng thì là ký tự này, lớn hơn bằng. So sánh nhỏ hơn thì là ký tự này, nhỏ hơn hoặc bằng là ký tự này. Những cái ở dưới này thì thôi không phải ví dụ nữa nhá. Có cần ví dụ không? Bây giờ đấy là chúng ta làm bài tập này. Làm bài tập nhá. Vừa làm bài tập vừa dạy luôn phần câu lệnh dạy nhánh cơ bản thì sẽ như sau. Được chưa? Xong chưa? Có ai thắc mắc gì nữa không? Cần nô hỏi cái gì thì hỏi luôn. Yeah. Rồi, bây giờ chúng ta sang bài tập. Bài tập 1.html. Chúng ta sẽ có đề bài như sau. Sử dụng from để gán giá trị cho biến số A. Sau đó kiểm tra xem giá trị vừa nhập là số chẵn hay số lẻ. Chúng ta phải thực hiện bước 1 đã. Bước 1 là tạo ra số A bằng với kết quả trả về của hàm from. Còn nhớ hàm from không? Nhớ hàm from không? Con này không nhớ cái gì đâu. Hàm from là để làm gì? Hả? Nhập ký tự vào, nhập số vào, làm sao giới hạn người ta nhập số được? Tôi giải trước cho nhá. Tôi giải trước cho bài 1, sau đó tôi cho đề bài 2, bài 3, các bạn sẽ ngồi làm. Được chưa? Nào, chúng ta bắt đầu. Tạo số A này,
và số A nó sẽ bằng bằng với cái hàm PROM, đúng chưa? Bằng cái hàm PROM ở đây là hãy nhập một số bất kỳ, nhập một số bất kỳ, đúng chưa? Sau đó chúng ta sẽ tiến hành là console log ra cái biến số A này xem nó bằng bao nhiêu. Làm đi đâu test đến đấy, log ra kiểm tra. Ừ? Cái gì? Làm nào nữa hả? Chuột phải vào Opening Browser chứ làm nào? Đây 1211 chẳng hạn, Enter đúng không? Thì đây căn trụ, các bạn bấm F12 lên, mở console log, nó đúng ra 111 như này là đúng. Có mỗi thế thôi, reload lại này, 123 này, cứ ra đúng cái số mình vừa nhập vào là xong, đúng chưa? Đấy thì là tức là tôi luôn muốn kiểm tra ở đây là xem là cái số A đã lấy được cái giá trị của cái hàm PROM kia chưa thôi. Được chưa? Bây giờ lấy được rồi này, bây giờ mình kiểm tra. Thì trong JavaScript ấy, nó có hỗ trợ chúng ta một cái câu lệnh. Đó là câu lệnh điều kiện. Nếu thỏa mãn điều kiện thì thực hiện một đoạn lệnh nào đấy. Nếu không thỏa mãn thì thực hiện một câu lệnh khác, hoặc là không thực hiện cái gì. Thì đó là chúng ta có câu lệnh sẽ nháy như sau. If trong này là điều kiện. Nhớ là có cặp dấu đóng ngoặc nhọn này nhá, đóng ngoặc tròn này nhá. Trong này là biểu thức so sánh, đây là tương đương với lại biểu thức so sánh, được chưa? Này, nếu biểu thức này trả về true thì các cái lệnh code ở trong này, trong cái cặp dấu ngoặc nhọn này sẽ được chạy, được chưa? Còn nếu mà không, nếu mà trả false, trả về false thì nó sẽ bỏ qua hoàn toàn cái code ở trong này và chạy code ở phía dưới, được chưa? Đây là câu lệnh gọi là câu lệnh dễ nhảy với điều kiện ở đây, được chưa? Thì áp dụng vào trong bài này thì chúng ta sẽ đánh bước 2 là kiểm tra xem nó có phải là số
số, số chẵn hay số lẻ, đúng không? Tôi kiểm tra số chẵn trước, đúng không? Trong trường hợp này tôi sẽ kiểm tra xem có phải số chẵn không, đúng chưa? Thì tôi thực hiện như này, if, đấy chưa nhỉ? If số A, làm sao để kiểm tra được nó là số chẵn hay số lẻ? Chia hết cho 2, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra nó là chia lấy dư với 2, đúng chưa? Nếu mà bằng mấy? Đây là kiểm tra số chẵn bằng 0. Tức là cái biểu thức này, tức là cái phép toán này trả về đúng, tức là true, thì câu lệnh ở trong này sẽ được chạy, đúng không? Thì nếu nó là số chẵn rồi thì tôi sẽ alert ra là gì? Số bạn vừa nhập vào là số chẵn, đúng chưa? Chúng ta thử nhá. Còn nếu mà không phải là số chẵn thì nó sẽ không chạy cái hàm alert này, mà nó sẽ đi xuống dưới. Mà đi xuống dưới chúng ta có code không? Không có gì, tức là không chạy gì, đúng chưa? Chúng ta thử nhá. Đây, 10 có phải số chẵn không? Đúng chưa? Bây giờ reload lại này. 11 có phải số chẵn không? Không có chạy gì luôn. Được chưa? Hiểu vấn đề chưa? Đây là câu lệnh rẽ nhánh. Được chưa nhỉ? Câu lệnh rẽ nhánh. Tiếp theo các bạn kiểm tra tiếp cho mình xem nó có phải là số lẻ hay không. Tự làm nhé. Nào, kiểm tra số lẻ thì làm nào. Viết đi nào. Chia số 3. Nào, quay đi. Đúng rồi. Chia 2 nếu có dư 1 thì sẽ là số lẻ. Còn biết cách ở trong hoa đợi đi. Không thì làm sao mà ta biết được.
Có chứ, cái nào chẳng biết. Ok. Làm gì một cái loại nào mà không phải là chẵn lẻ à? Một số chỉ chia số chẵn một số lẻ à? Kể cả có số thập phân nó cũng sẽ là số lẻ, đúng không? Ví dụ 20.1, đúng không? Thì nó vẫn là số lẻ. Tức là như nhiều trường hợp khác thì ok thì sẽ có. Cùng ra. Được chưa? Kiểm tra số lẻ thì chúng ta dễ thôi. Không. Không mà lại đi ra ngoài liên thuyền. Rồi chúng ta sẽ là if nếu số A phần trăm cho 2 mà khác không, đúng không? Khác không thì chúng ta alert ra là nó là số gì? Số lẻ. Đây, thì chúng ta sẽ kiểm tra được một số bất kỳ luôn. 10 nhá. 11. Được chưa? Xong nhỉ? Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là nó phải thực hiện hai câu lệnh if. Đúng không? Hai câu lệnh if. Vậy thì sao? Chúng ta hoàn toàn có thể chỉ đảo xuống bằng một câu lệnh if
mà chúng ta sẽ là quả keo. Đó là chúng ta sẽ có một lần giữa nhánh đoạn thứ hai, biến thể thứ hai của lần giữa nhánh, đó là if điều kiện else như thế nào. Được chưa? Đó là nếu điều kiện trả về true thì thực hiện lệnh ở trong cái cảm giống ngoặc này. Chưa? Nếu điều kiện trả về false thì thực hiện lệnh ở đây. Hiểu vấn đề chưa? Thì ở trong bài này chúng ta hoàn toàn có thể là bỏ hoàn toàn cái cục này đi, thêm cái chữ L và nối nó với nhau là xong, đúng không? Đúng nhỉ? If thỏa mãn điều kiện là số chẵn rồi, nếu không phải số chẵn thì chắc chắn nó phải là số lẻ rồi, đúng không? Đó, đó chúng ta hoàn toàn có thể là sửa lại cái này trở thành đây else, thế này là xong, kết quả tương tự. Được chưa? Ngoài ra trong cái câu lệnh, cái điều kiện này các bạn nhá, các bạn lưu ý vào đây, đây sẽ là liên quan đến bài tập về nhà của các bạn đây này. Trong cái tập điều kiện này chúng ta sẽ có thể, các bạn sẽ nhìn thấy ở giữa cái cặp dấu ngoặc tròn ấy nó là cái gì nhỉ? Nó là biểu thức điều kiện, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta không chỉ có thể là nhét một điều kiện vào đấy, nhét nhiều điều kiện vào cũng được, bằng cách sử dụng thêm các cái toán tử, đó là phép, đây phép gì, và, hoặc là phép hoặc, đây là và, phép và, phép hoặc. Ví dụ như sau, chúng ta có một cái, chúng ta muốn kiểm tra xem là số ngang và số x, cái biến x này nó có chia cho cả 3 và 5 hay không? Đây là chia hết cho cả 3 và 5 nhé. Sao? Không gặp thế nào hết. Học xong rồi gặp. Dạ, chia hết cho cả 3 và 5, đúng không? Thế nếu mà trong trường hợp các bạn dùng một điều kiện thôi thì chúng ta sẽ phải biết là if x phần trăm cho 3 bằng 0, đúng không? Thỏa mãn cái điều kiện này rồi thì chúng ta mới if tiếp x phần trăm cho 5 bằng 0. Như này chúng ta mới thỏa mãn, đúng không? Đúng chưa? Thế liệu cách nào làm nó nhanh hơn hay không? Đó là chúng ta sẽ phải thực hiện cái bài này. Đó là if x phần trăm cho 5 hay 3 gì các bạn? Bằng 0 và nhé, x phần trăm cho 3 cũng bằng 0 đó, thì nó sẽ chạy vào trong. Tức là cả hai cái biểu thức này, tức là phép và nhé, nó là phép nối giữa hai biểu thức. Nếu mà thằng này trả về đúng, thằng này cũng trả về đúng thì mới chạy vào trong. Còn nếu một trong hai thằng không đáp ứng hoặc cả hai thằng không đáp ứng thì chạy dưới. Được chưa? Đây là phép và. Được chưa? Thế nếu mà kiểm tra x chỉ cần chia hết cho 3 hoặc là 5, tức là chỉ cần chia cho hết cho một trong hai thằng thôi là chạy, thì chúng ta sẽ sử dụng thay cái phép và để bằng phép hoặc. Đây là hai cái dấu sử dụng. Cái dấu này ở trên máy các bạn thì nó quanh đâu đấy, quanh quẩn gần cái phím enter, sao có đúng không? Ship cộng cái phím quái quỷ gì tôi chẳng nhớ. Cái dấu hoặc nhọn đấy, làm sao? Liên xuyên tắt tiếng Việt đi. Hoặc là giữ ship cái dấu hoặc nhọn này hai lần. Được chưa? Xong chưa? Thì bây giờ bài tập về nhà của các bạn sẽ bao gồm các bài như sau. Tôi không yêu cầu các bạn đọc bài nữa. Đến buổi sau tôi sẽ gọi bất kỳ làm sao để đọc cho tôi để tôi chốt ra, biết là có kết quả là được. Thế như sau. Bài 1 là sử dụng from nhập giá trị cho số A, số B và số C. Dạ, nhập giá trị, yêu cầu là phải là số nhé, không nhập linh tinh.
Yeah, chúng ta chưa đến cái mức giỏi, mức là nhập linh tinh vẫn chặt. Thì số A, số B, số C này. Sau đó yêu cầu thứ nhất là kiểm tra xem với ba cái độ dài này, ba độ dài tương đương với giá trị của ABC có hình thành tam giác hay không. Có hình thành tam giác hay không? Làm sao để hình thành tam giác? Pi của khỉ biến thú huyền. Tổng hai cạnh luôn luôn lớn hơn, làm gì có bằng. Tổng hai cạnh luôn luôn lớn hơn một cạnh còn lại. Được chưa? Được chưa? Nếu mà thỏa mãn thì chúng ta thực hiện phép và số A cộng số B phải lớn hơn số C và số A cộng với số C phải lớn hơn số B và số B cộng với số C phải lớn hơn số A. Thế là xong. Bây giờ đấy là hình thành được tam giác. Xong chưa? Tiếp theo, hình thứ hai, hình chu vi và tính diện tích. Không biết tính diện tích dựa trên bằng độ dài các cạnh cách nào không? Hereong, đúng chưa? Hereong thì các bạn sẽ tắt ở chỗ là dấu căn, đúng không? Dấu căn đấy nhá, tôi chỉ vào dấu căn để bằng mát. Mát, viết chữ M viết hoa nhá. Mát chấm SQRT. SQRT, còn trong này là cái giá trị. Trong này là giá trị, có thể là một biến hoặc một cái biểu thức nào đấy. Đây là phép dấu căn, căn bậc 2. Đấy, bài của các bạn đấy. Hả? Nó không thấy có 3 ý gì ạ? Cứ làm xong cái này đi. Nếu nào cảm thấy muốn luyện nữa thì bảo tôi chỉ cho bài mà ngồi khóc. Tôi cũng chỉ hy vọng các bạn làm được cái bài này cho tôi hạnh phúc lắm rồi. Được chưa? Còn nếu bạn nào muốn làm bài 2 thì cho bài 2 luôn. Thể theo nguyện vọng cho bài 2 thôi. Bài 2 vẫn là sử dụng số A. Bài 2 không làm đâu. Số B. Bài 2 á, bắt buộc phải làm chứ. Số C. Giờ vẫn là ba số này, vẫn nhập bằng một log. Nhưng mà sẽ yêu cầu là đến kết quả của biểu thức số A x bình cộng số B bằng số C. Cái này tính delta, đúng chưa? Tính delta xong kiểm tra xem là tính delta xong kiểm tra là delta lớn hơn không bằng không và nhỏ hơn không. Sau đó tính ra kết quả của x một, x hai. Giờ cái này các bạn vừa mới học xong cấp 3 chắc phải nhớ chứ. Không nhớ à? Không nhớ search Google. Rốt. Được chưa? Đấy là bài, hai bài của chúng ta, buổi sau chúng ta sẽ chữa.